Thấy cỡ. Xong là cái chậu kia đặt cái này lại đưa cái chậu này sang đổ bắt đầu thành lược là bắt đầu cái chỗ này lên đây bắt chặt cái tay bộ xương sườn sống sườn sẽ sống rồi thôi sống chậu rồi đây ngồi tay cái một tay tay đứng để sống còn tay muốn cái thằng đấy chỗ nào lên đứng tay cũng tiếng lên chỗ nào đấy chứ là chỗ nào độ đá nào độ nó tập pháo vừa lại xuống cái gì cứ để để về nó nhưng mà để quay kiểu mô không thì giờ cứ để về nó cho tôi cứ để nó tôi lại sắp lại cho mà quay cứ mô cứ để cho anh thằng này này đi rồi mà không lo có bác sĩ Sơn ngồi trên trong cái mình tạ xếp thì như vậy là như giàu anh học vẫn biết rồi đấy học chứ tôi học chứ học vẫn biết rồi chứ hả như là anh học vẫn biết rồi đấy tôi chưa học không học thực tế làm ra ngoài chú ấy mỗ tôi làm là tôi ấy chứ tôi nhìn ông cha làm là tôi làm chứ là cũng là học không có học đâu là học đó là học thực tế rồi đi ăn cắp thôi ông già làm là tôi nhìn ông già thì tôi nhớ trong đầu cũng có người mách bảo chứ chứ tôi có chi đi học với ai ông già tôi làm nào là mẹ đọc nào là tôi nhớ đấy cái là mẹ trong đầu trắng trắng là cái gì đấy bác hả cái trắng trắng là gì đấy trắng trắng là cái mỡ gân em tiêu hết không như cái bọt biển như cái bọt biển mỡ chứ cái gì là nhiều người còn nhiều nhất là cái mông này là hắn toàn là bị giết đấy thì tôi nói là sạch bó ông ơi xưa ốm nằm cũng gầy mà thành ra chả có mỡ này rồi tôi lại mới cho cụt chát đầu xương đặt cái xương này cái đá này hả xương rồi rồi đứng ngang chân nè đúng rồi được rồi các bạn mua chưa đặt trên được chưa chưa rồi đặt kiểu đấy những chỗ đặt cuối cùng chúng tôi cứ xếp lên bên đấy cho ông người đặt à không đầu phơi không không đã như thế này đúng rồi rồi hắn theo những cái chữ này đấy để ở đây thôi hắn cứ bên này thôi được rồi hết rồi cũng phải như thế thôi biết hết rồi chết nó có giữa rồi con cháu nó phải dạy cứ phải theo thầy trời cái bắt đầu mở quy rồi đồng đất nhiều đất cái trăng vàng nhé một chứng bệnh vào trong cái ấm này là cho cọ cọ chịu ngồi cho thoải mái đi rửa lên được rồi thoải mái thôi chứ rửa lên quay thoải mái thôi vẫn ở cho bệnh đất yêu đất quay tập tí là tí là bữa chèn rau chịu rồi đấy tí tôi chèn lá đấy chứ là con lão con không lấy được đâu con lọc lấy phải chứ mà tên lọc là cái đồ đó nó không đúng không đấy ý là tôi cho thấy mà còn này bị xả thiếu cái gì tôi đưa bề cả cái áo lên để tôi xem đúng rồi
Này, lấy là nhớ. Lấy thùng bộ phận cái gì chứ mà không đấy. Quên rồi. Được. Hả? Mấy chục năm với ta. Còn có khi lại hóa thạch cái thì sao? Hóa thạch là được có muôn năm đấy. Ừ, hóa thạch là nó trở thành muôn năm. Khó rửa. Đó còn đấy, đó thêm vào chấm sâu đi mà rửa cho nó thấy. Đổ lên nữa đi. Đổ rất sâu rửa thoải mái. Còn quan trọng là có cái đó nữa. Chứ còn mấy cái xương ngón chân ngón tay thì không biết đánh nữa. Ngón tay ngón chân phải giấu là giấu. Phải giấu cái này đấy, bỏ cái rửa đi rồi không. Cái này xếp không dọc cứ bỏ dọc là thế này. Chứ không phải trên dưới rồi. Bây giờ đến không cứ để đây không không nước rồi. Kiểm tra lại nữa. Đếm gần đủ nha. Ván không thể lấy. Để lấy cái ván này là rất đáng. Đốt cũng rồi, chân cũng được cơ. Đợt lên ngay từ bắt đầu vẫn tươi. Vẫn tươi đấy chứ. Vẫn tươi mà không nhận được là vẫn tươi. Không có mấy chục năm rồi. Đất 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 đất. Nhưng mà sợ lại có tiêu được không? Dạ. Ừ, nhưng nó không không làm kín tuyệt đối, nó vẫn có không khí về nước khi nào về vi khuẩn đấy mà thì nó mới được. Thế lại đi ăn tiêu. Thế là ông đang là đầu cần cứng chắc khô răng. Được được cứng hay khó lắm, khó. Có tiêu là nếu không ăn xương để nó cứng hay hỏng xương. Xương nó ngâm đất ướt thì nó còn đen, nó còn vàng, nó còn đẹp xương, nó bóng. Xương để nó cứng nó cứ bủn này. Khô nó mủ. Đây này, đối đầu đằng sau. Trước là không đối đầu, trước là làm xương. Trước chiều. À cũng đối đầu. Đối chân, là sau đối đầu. Ừ. Cái này đối chân, sau đối đầu. Đâu, cái này là đối đầu. Trước là đối chân. Xem còn nếu mà trong đó là chú xem trong đấy là cái gì nếu mà cái không, không đó không phải vào tay đâu có cái tìm đây cái tối đủ rồi cái này đủ chứ chưa đủ lấy này thì không không sửa chứ. Đèn đang cắt cái vỏ đầu đây. Rồi rồi rồi, yên chí. Thì cái đầu nó khô trông đẹp. Đẹp chứ không đẹp. À, lúc mới rửa nó bóng bóng. Hả? Không lên. Trông trông trông. Khánh đấy, còn khánh còn cứ rửa thoải mái, lau thoải mái, để sạch sẽ. Không có cần nhớ nữa. À đến lúc lần này lần rồi. Rồi lúc này ai nói gì nữa.
lúc đó cũng có người cũng có ai cũng đặt là đi nó con người là đẹp đặt lúc lâu đặt lên là dồn xương nó sẽ trùng đấy nhá nên tiêu cái nhân bỏ lưỡi là khi mà kéo lưỡi lên kêu kéo lưới là hắn dồn nhưng mà nó ôm lại dồn xương ôm lại dồn xương cũng lấy hết người ta làm quen ta vẫn biết được cái xương bên nào nó biết bên người ta nhớ hết bên nào là nhớ sạch có chiều đổ ra cái áo thì không không đây không có gì nữa dưới đây có cái chừng đuổi có gì đâu mà rồi cốt là chứ còn ở đây này rồi còn cái đây chừng ống với chừng ngón tay bây giờ thì bỏ túi rồi túi vô đùm rồi tắt rồi không cái thì không có rồi bỏ ra thì cái rồi chú bốc hộ cho bên này cho bốc hộ cho bên này bốc đi đây chờ phải móc ván thì để lắp đất này rồi phải móc lên đi mà bỏ đó anh vứt cái hộ cho ngoài đó, cái chỗ trắng trắng đó, đó bỏ đó rồi. Đi lấy mấy cho xích vàng vậy đó sắp đẹp quá.